Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay một ngày mới, Linh chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và sức khỏe dồi dào bên gia đình và bên người thân. Hôm nay mình có đi tới cái nhà của chị Tuyết bán áo dài, toàn là áo dài Tết đẹp, để mình quay chia sẻ cho cả nhà. Nhưng mà bên đây là Canada, sorry. Cái địa chỉ của mình là mấy gì chị Tuyết? 10855 148 Street, sorry BC Vancouver, sorry BC ở Canada nghe cả nhà. Còn bộ đồ của em đang mặc đây thì giống như kiểu là cái áo dài này là áo dài Tết là 20 đô của mình. Còn cái quần á thì 15 đô, toàn bộ này là 35 đô. Còn cái món này á thì giống như kiểu là 5 đô. Và giống như nếu mà cái bộ dài này á của mình á không có vừa á thì chị sẽ bóp cho mình, nếu mà rộng thì chị sẽ bóp cho, còn giống như chật á thì chị sẽ nới ra chị làm lại, mà cái đó là free, không có tính tiền. Giá cả rất là hợp lý. Coi như là các bạn ở sorry thì nên lại cái địa chỉ này, bằng không liên lạc với cái số phone của chị á, thì giống như kiểu mình mua một bộ đồ dài để mình mặc ăn Tết nha các bạn. Nó rất là đẹp mà rất là rẻ, cá rất là nhiều loại. Tại vì mình chỉ thử giống như kiểu là đại khái cho cả nhà coi giống vậy thôi, nhưng mà nó nhiều lắm. Hồi nãy mình cũng có mấy kiểu, nhưng mà cũng có áo bà ba, có đồ các loại. Thì để một hồi mình thử mấy cái áo bà ba ra coi, nhớ em gái nó thử áo bà ba ra cho coi cả nhà coi thử coi sao nha. Thì có gì thì cả nhà cứ điện thoại cho chị. Cũng có các cái áo của người giống như là đàn ông, giống như áo giống như đại khái giống như cái áo này của con trai, trai đàn ông, giống như kiểu size lớn size nhỏ gì cũng có. Năm nay là năm rồng đấy. Đây còn bà ba nè, cái đó là bà ba thì giống như bà ba nhiêu vậy chị thế? Bà ba nhiêu? 15 đồng. Bà ba 15 đồng, vừa áo 15 đồng, còn quần bao nhiêu chị? Quần 15 đồng. Quần 15 đồng, coi như toàn một bộ là 30 đô Canada. Đây có các loại, các mẫu, mấy màu luôn á, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu gì cũng có hết trơn. Còn đây áo của đàn ông thì đại khái giống như vậy. Còn giống như kiểu là cũng có màu này, màu giống như màu xám, rồi xong rồi giống như kiểu là màu vàng cũng có, rồi mình cũng có giống như kiểu là màu đỏ mà các size các loại rất là nhiều. Đây nè, rồi ba cũng đủ hết trơn á. Rồi coi như là giống như kiểu là Tết thì nó cũng có nhiều màu lắm, rất là nhiều màu. Còn ở đây thì giống như cả nhà nếu mà có ai có muốn mua thì liên lạc với chị Tiết, thì chị Tiết sẽ tư vấn cho cả nhà nha. Nhiều mà đẹp lắm cả nhà ơi, mình rất là thích ở đây. Mình mua ở đây tính ra là cũng mấy năm nay liên tiếp, tại vì Tết của mình ở Canada thì chỉ có giống như đại khái mặc mấy cái áo dài ở đồ quê cho nhớ quê hương vậy thôi. Còn giống như kiểu ở Việt Nam thì mình có rất là nhiều, nhưng mà ở đây như vậy là rất là nhiều đối với mình rồi. Còn giống như kiểu ở các chỗ khác thì mình không biết sao nha. Ở Canada với sorry của mình là nhiều, mà chị bán là giá rất là rẻ, mà rất là phải chăng. Còn mấy chỗ khác thì mình không biết là thế nào, nhưng mà ở đây là giống như một bộ bà ba, vừa áo vừa quần là chỉ có 30 đồng thôi. Còn giống như một áo dài á, một cái áo dài với một cái quần á là cũng có 35 thôi. Cái áo dài không, nếu mà các bạn không có muốn mua cái quần á thì cái mình có quần sẵn thì mình mua cái áo dài không thì chỉ có 20 thôi nha cả nhà. Còn cái quần ống lớn á thì 20, còn cái quần ống nhỏ thì 15 đồng, coi như toàn bộ áo dài. Nếu mà cao lắm là 40 đồng thôi. Cái gì đấy? Vậy bây giờ là cái này là cái gì? Ô, cái này bữa hổm là của mình cũng có ở nhà nè. Mình cũng có, wow, mình Tết mình que đó. Có quần luôn nè, bộ nè. Đẹp ha. Có quần vừa áo luôn. Cái này giống như là bông bông đào nè. Đúng rồi, Tết là Tết. Tết năm nay mình mặc cái này nè, mình mua cái này rồi đó. Này người đẹp thấy đẹp không nè? Đẹp. Mấy chị cao. Nó cái này. Nó cái này là của mình mua rồi, mình có nhà rồi. Tết năm nay mình mặc cái nhà đó, mình mặc cái nhà là cho cái nhà coi cái này đó. 20 nha. Cái này bán mấy tiền?
luôn, xả nó cho bé được đúng không? Khi nào lỡ mình không có bé được nó chặt thì mình thái, còn nó rộng thì mình bớt vô. Rồi em không có máy, có gì mà hơi chặt nữa, hơi mập thì em tháo cái bé mình vô. Nhưng mà đẹp mà mấy cái này giải này nó, cái giải này ủi xong rồi là nó không có, nó không có nhưng nó mốt đi mặt nó. Có các loại áo cách tân giống như áo mình đang mặc, rồi áo giống như kiểu mấy loại áo này của áo dài của các kiểu người khác, giống như áo dài này tết nè, rồi xong rồi còn các loại áo của giống như kiểu là mẫu lắm à, mẫu nhiều mẫu lắm, nhưng mà tạm thời bây giờ mình giống như thử giống như mấy cái này cái rất là nhiều, rồi cái của của đàn ông con trai thì giống như kiểu là năm nay là năm rồng à, cả nhà ơi, giống như kiểu là giống như kiểu là áo kiểu kiểu này cũng rất là đẹp, rồi cũng có màu đỏ như vậy cũng rất là đẹp, nhưng mà giá cả phải chăng chị ơi, chị cho số phone đi chị, có gì người ta sẽ liên lạc với chị, rồi xong rồi giá cả thì người ta lại đây người ta nói với chị ha. Dạ, số phone của chị mấy? 604-585-3655 chị tên gì, đừng người ta gọi đừng chị cho biết. Chị Tuyết nè, thì xin cả nhà mà lại tới cái địa chỉ này rất là nhiều đồ lắm, nhiều đồ lắm, đẹp lắm, đồ đẹp đẹp không à. Cái này đâu không nè, cái này đẹp luôn nè, cái này đẹp nè, em xem lá thử cái này em. Đây, còn hai người đẹp kia thì đang thử, nhưng mà điều bây giờ mình cái này xíu và mình cái mình... cái đầm em mặc vừa nè, rộng nè. Đây các loại nè con. Còn đây bà chủ xinh gái đang ngồi sắp đồ đây. Đây. Dạ. Bà chủ giúp nó bao này không? Dạ. Muốn đủ thứ màu hết, muốn màu nào cũng có, màu nào cũng có. Thử đi, tại thấy nhưng mà cả nhà liên lạc với chị đi, giá cả rất là hợp lý. Đây, tại vì nó có nhiều. Năm nay là năm rồng, muốn nguyên con rồng cũng có luôn. Nó có nhiều loại lắm. Tại vì mình không có thể nào nói cái giá nó bao nhiêu. Lại đây đi là bảo đảm cả nhà sẽ mua được từ 1 tới 10 cái mang về. Không, cái đó thật sự, tại vì mình á năm nào mình cũng lại mua hết trơn. Hai chị em ở đây mua đừng về bằng Tết á. Cái này là cái tầng. Đủ màu cũng rất là đẹp, đủ màu. Còn có các loại áo giống như của mấy đứa nhỏ nữa, mấy đứa bé. Đây mấy đứa bé đây, có đủ hết. Còn có cái áo giống như là áo cặp á, giống như đám cưới hay đám hỏi, hai cô dâu chú rể cũng có thể mặc chung với nhau giống áo thép không biết đó, rất là đẹp. Đây cái này cũng đẹp lắm cả nhà ơi. Còn áo đàn ông là ở đây, áo đàn ông là giống như vậy, vậy cũng rất là đẹp. Đẹp không? Đẹp rồi. Là ở dưới Sorry Canada của mình đó nha cả nhà. Đẹp mặt lắm. Không có mặt ống ngược. Đi thử đồ nếu mà ống đây. Ngược. Các loại. Thì em thích cái này. Rất là nhiều loại. Cái này đẹp nè. Quần nữa nè. Vô tay đây. Cái màu vàng này thì tự nhiên có con cò hả? Kệ con cò mày đi ăn đêm. Đẹp mà, màu vàng đẹp. Ây da. Để một hồi mình thử coi, mình thử cái áo này coi sao nha cả nhà. Mình thử màu này để ra sao. Rồi còn khác. Đó, đây là màu vàng nhiều lắm, đủ màu mà đủ size nha. Rồi giờ hội đồng xong rồi, bây giờ tới là thị mỹ phải không? Là thị mỹ đi. Dạ. Đây cả nhà ơi, hôm nay mấy chị em gái sửa soạn cũng còn khoảng 2 tuần nữa không tới. Tới Tết rồi. 1 tuần 10 ngày nữa là đã tới Tết. Bữa nay là coi như là 20 rồi. Còn 10 ngày nữa là đã tới Tết rồi. Nhưng mà giống như kiểu là áo dài của chị người đẹp ở đây bán rất là nhiều. Chị Tuyết. Chị Tuyết ở Sorry bán rất là nhiều mà đẹp. Coi như cái bộ áo dài màu xanh của người đẹp này đang mặc á là hồi nãy nói nhiêu quên rồi ta. 35 đồng.
35 đồng vừa áo vừa quần. Còn của Ngọc á, thì giống như cái áo 20 đồng, cái quần ống bự á, thì 20 đồng là 40 đồng. Còn nếu mà quần ống nhỏ thì 15 đồng. Coi như bộ đồ đại khái cũng khoảng 40 đồng, rất là rẻ mà đẹp, giống như xứng đáng cái đồng tiền bát gạo để mình mua, mình có thể chụp hình mấy ngày Tết cho nó đẹp nha cả nhà. Coi như đồ ở đây thì nó không có bằng nhiều bằng ở Việt Nam, đẹp nhưng mà giống như đối với Canada thì nó rất là đẹp. Không có đẹp đó. Đẹp ha. Mình không phải cần may, mình lại đây mình thử, nếu mà cái nào được á thì mình cứ mua. Đó. Đẹp. Cái áo này cũng đẹp, một là một cái này. Nha. Để hộp mình mặc thử cái. Còn ở đây còn có cả áo baby, giống như con nít, giống như kiểu để mặc. Còn đây giống như kiểu là áo đàn ông, mấy người áo đàn ông. Cái bộ này đẹp hay lấy luôn bộ này. Còn ở đây toàn bộ là các loại áo dài, coi như là đủ màu đủ loại, nhưng mà mình không có thể nào mặc hết để cho cả nhà coi. Nếu mà cả nhà thấy thích á, ở thì xin liên lạc với chị Tiết. Hồi nãy cái số điện thoại mình đã đọc qua rồi đó, thì giống như kiểu cả nhà liên lạc với chị thì chị sẽ lại đây cái tên gọi em ha. Chị sẽ đáp ứng cho cả nhà đủ các màu đủ các loại hết, nhiều lắm đó nha. Của đàn ông con trai gì cũng có. Còn ở đây thì nó còn có giống như mấy cái mấn nữa nè, mấy cái mấn nữa. Còn có một điều đặc biệt nữa mình quên nói với cả nhà, chị Tiết là giống như kiểu nếu mà mình mua áo dài hoặc là giống như áo sừng xám hay là áo giống như đàn ông mà mình không có vừa thì chị có thể sửa cho mình là không có lấy tiền. Cái điều đặc biệt đó là giống như kiểu là chị làm giùm cho mình, không có lấy tiền, là cái áo bao nhiêu là lấy bấy nhiêu thôi. Đây cái áo này 20 đồng. Cái 20 đồng nha cả nhà. Cái quần 20 đồng, coi như bộ đồ đó Ngọc đang mặc là 40 đồng. Đó. Giống như cái kiểu bông con giống gì? Như con phụng hả ta? Con gì chị? Con công gì đó. Dạ, yeah, còn cái chị người đẹp này á, thì bộ đồ này á, là giống như kiểu bông. Là cách tân là giống như kiểu là 30. Bông này bông gì ta? Coi như là bông với màu xanh đó thì cũng tạm. Cái này vừa bông sen mà vừa bông cái gì tú quỳnh đó. Dạ. Yeah. Cái ông sao cái tàn sao cũng giống trước không? Giống rất là đẹp. Đẹp ha. Ừ. Đó, mà có cái điều đặc biệt đang ở đây, bà chủ á thì giống như là bả giống như kiểu là chi tiết là giống như kiểu là ok mình gọng á thì chỉ bóp vô, mà mình chật thì chỉ xả ra, là coi như làm phi, không có phải tốn tiền. Hello, phải không chị? Đúng rồi, là coi như là áo của mình là bao nhiêu là tính bấy nhiêu thôi, chứ không có tính tiền công thêm. Cả nhà yên tâm cái điều đó, mà rất là đẹp luôn, sửa rất là ok luôn. Không tính tiền mà nhiệt tình luôn đó. Cái màu này đẹp hả chị ha? Xong hả Theo? Hồi nãy em mặc cái này đâu thấy em bị đen hả ta? Ừ. Nè, đây nữa nè. Đây, cả nhà thấy đây nè, giống như kiểu là cái cặp vợ chồng này, giống như kiểu người ta cũng đang lại mua cái bộ đồ này để Tết nè. Cái anh này mặc cái này rất là đẹp, vừa size luôn nữa không? Mà giống như mình không có cần giống như kiểu lai mai gì hết trơn. Còn bé này cũng mặc rất là đẹp, còn bà xã thì cũng vậy. Gặp nhìn vợ chồng này rất là đẹp. Cái áo dài của đàn ông này á, giống như cái áo tích tân này là 40 đồng. Còn cái áo của bé hồi nãy chị nói mấy chục quên mất tiêu rồi ta. Không biết mẹ nói rồi. 20, còn cái kia cái này của mình là nãy như là 25 phải không? 25 30 vậy đó. Ừ thì đại khái giống vậy, nhưng mà giống như cái cặp vợ chồng này rất là đẹp luôn phải không? Đẹp, đẹp, nhìn đẹp mà sang nữa. Rất là đẹp. Cảm ơn hai đứa em nhiều nha. Đủ các loại giống như áo kích tân, áo dài baby, rồi áo bà ba, rồi các loại áo giống như sừng xám của đàn ông mà giống như rất là rẻ. Bộ này là bao nhiêu chi tiết? Chi tiết bộ đồ này bao nhiêu? Bộ đó hả? 25 đồng cái áo, 25 đồng.
giống như cái này giờ áo vừa quần dính nhau mà. Ờ, giống như là toàn bộ cái bộ đồ đồng. Này có 25 đồng rất là rẻ. Còn cái bộ của người này giống như kiểu bộ đồ này của người này á là cũng 35 đồng. Còn bộ áo dài này á thì nó cái này bà ba, bà ba là như vậy là cũng bà ba như hình như nãy nói 30 đồng. Còn áo của bé 20. Áo của bé 20. Rồi xong rồi á là giống như kiểu là nếu mà hơi chật hay là rộng gì đó chị có thể sửa cho, mà giống như không phải cần tính tiền. Mà giống như của mình ở đây là cái địa chỉ ở dưới Surrey Canada. À, hồi nãy mình có đọc cái địa chỉ, chị đọc cái địa chỉ lại đi chị Tiếp, cho nhiều khi người ta biết cái địa chỉ của mình là ở đây mấy chị Tiếp. 10855. Này của đàn ông. 10855. 148 Street. 148 Street, Surrey VC phải không chị? Đúng rồi. Ok, còn số phone của chị Tiếp là bao nhiêu, chị Tiếp có thể đọc cho em. Rồi xong rồi nha. 604 585. Cái này đẹp. 3655. À, vậy là cả nhà giống như kiểu nếu mà có xem được cái video này thì cả nhà sẽ gọi cho chi tiết cái số phone giống vậy, rồi xong rồi cái địa chỉ thì lại đây chi tiết sẽ tư vấn cho cả nhà. Mình có rất là nhiều áo dài rất là đẹp, rồi giống như cái kiểu là áo Tết. À, giống như cái này, áo này thì cũng có 20 đồng một cái thôi, còn cái quần đó là 20, còn cái quần loại lớn đó là 20, còn quần loại nhỏ, ống nhỏ thì 15. Clip của Linh cũng dài rồi, mình xin tạm ngưng tại đây. Cảm ơn cả nhà, nếu cả nhà thương hai chị em thì xin cả nhà cho hai chị em một đăng ký kênh, một subscribe, là một chia sẻ. Cảm ơn cả nhà, và xin hẹn lại gặp lại cả nhà ở video sau. Bye bye, và hẹn gặp lại cả nhà nha.